Thưa quý vị và các bạn, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức được xem là tệ nạn xã hội và hệ lụy nảy sinh là trộm cắp, cướp giật, tù tội, thậm chí là tự tử vì thua cá độ. Và trước thực trạng này, Công an thành phố Cần Thơ và các địa phương đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn. Từ cá độ dẫn tới nhiều hệ lụy như trộm cắp, cướp giật. Một số trường hợp túng quẫn, không tiền trả độ, tìm đến cái chết. Để ngăn chặn tệ nạn này, Công an thành phố và các quận huyện đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để tấn công trấn áp, kết hợp vận động nhân dân, chủ các quán cà phê, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kịp thời thông tin đến công an qua đường dây nóng khi có sự việc nghi vấn. Công an các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup năm 2022, thì Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá. Qua đó đã tổ chức triệt phá nhiều điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều cái tang vật có liên quan đến vụ án. Công an 11 phường đồng loạt ra quân, thì trong cái nhóm đối tượng này là tập trung chủ yếu là nhóm đối tượng là trộm cắp, cướp giật và lừa đảo qua mạng xã hội. Đặc biệt đó là nhóm đối tượng là cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó, công an các quận huyện cũng tăng cường công tác trấn áp tội phạm, không để trộm cắp, cướp giật lộng hành, nhất là trong thời điểm từ nay đến Tết Nguyên Đán. Từ khi khởi tranh quên cướp đến nay, công an quận Ninh Kiều, Ô Môn đã bắt và xử lý hàng chục vụ trộm cắp, trong đó có cướp giật. Chung chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, rà soát đối tượng, quản lý đối tượng, đặc biệt đối tượng tù tha trường chạy về để làm tốt cái công tác phòng ngừa tội phạm. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn để làm tốt cái công tác phòng ngừa tội phạm. World Cup 2022 còn kéo dài đến cuối tháng 12. Do đó, cùng với công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm của công an thành phố và các quận huyện, thì người dân cần tuân thủ pháp luật, không cá độ bóng đá, có ý thức bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.